Xin kính chào các bác nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu một loại mới, lồng mới. Đó là lồng hay còn gọi là dập bẫy cua, bẫy ghẹ, bẫy tôm. Lồng này kết cấu rất là hoàn hảo, có nghĩa là không phải là sợi lưới thông thường. Đây các bác bắt đầu chuẩn bị xem nha, em giới thiệu qua này. Đây trên các bác nhìn đây trên hình các bác là đây, dập bẫy đây. Sợi lưới này không phải là sợi lưới thông thường, như sợi lưới có sợi. Và đây sợi dòng bằng sợi lưới PP, dòng lưới này là có nghĩa bao bền vĩnh viễn luôn, trừ ra các bác không dùng nữa, các bác cắt bác cứ vứt đi thôi hoặc là dùng phế liệu thôi. Rất là tốt, hàng PP này rất là tốt. Thết thắt nút rất đàng hoàng, có dệt bằng lưới đàng hoàng, nhưng mà sợi PP dài lắm các bác ạ, PP dài lắm. Chính vì thế mà dài như vậy thì mới bẫy được cua, mới ghẹ ngoài biển hoặc là tôm hoặc là cá, bẫy được tất cả các dòng sản phẩm, dòng nước mặn và nước ngọt, nước lợ, bẫy được tất. Mắt của nó chưa đến 2 phân các bác nha, mắt vuông của nó hình dạng mắt vuông luôn, mắt vuông chưa đến 2 phân, một ngón tay chưa đút vừa đâu các bác ạ. Kết cấu đơn giản thôi, thế nhưng mà để làm được cái này cũng rất là kỳ công. Giới thiệu qua các bác nha, đây là túi đựng mồi. Chúng ta có thể cho cắt đầu cá hoặc là đồ ăn thừa vào đây, hoặc là mồi. Các bác mua mồi em sẽ có mồi cho các bác, bẫy cua vậy, tôm đầy đủ cho mồi đây. Sau đó chúng ta cho vào giữa thân lồng. Bên trên thân lồng là có ba cái khóa, cái khuyên gài, chúng ta bấm vào đây. Rất đơn giản và gọn nhẹ. Rất gọn nhẹ. Ở hai bên cửa miệng đây là hai cái hòm dạng đóng. Khi cua chui vào đây hoặc tôm chắc chui đây là sẽ không có đường ra nữa. Các bác nhìn thấy nhá. Đấy. Và khi lấy tôm, lấy cua, lấy ghẹ ra cũng rất đơn giản thôi, cũng như lúc nãy thôi. Chúng ta đóng vào đường nào thì chúng ta mở ra đường đấy, mở ra tất cả này thì sẽ lấy được tôm, cua, ghẹ ra thôi nha các bác nhá. Hàng em luôn có sẵn trong kho, các bác muốn đặt hàng hoặc đánh bắt liên hệ với em qua số điện thoại 0938 336 470. Kết nối với em này sẽ có hàng đầy đủ cho các bác. Đấy, cái làm như thế nào thôi các bác nhé, không có khác biệt gì đâu, 10 cái như 10. Bao khung chắc chắn, bao lưới dai, lưới bền, lưới tốt. Đấy, cảm ơn các bác nhé.